1997, Seto Sakakibara, khi đó chỉ mới 14 tuổi, kẻ đã gây ra 3 vụ án liên quan đến học sinh tiểu học, gây hoang mang cho các phụ huynh học sinh thời điểm đó. Ngoài cách thức gây án dã man đối với nạn nhân, Seto Sakakibara còn để lại những bức thư thách thức cảnh sát với nội dung: "Đây là phần đầu của trò chơi. Hãy cố gắng ngăn tôi lại nếu có thể. Đồ cảnh sát ngu ngốc. Tôi rất muốn nhìn thấy các người bị trừng phạt. Thật là một cảm giác hồi hộp khi phạm tội. Cần phải có một bản án đẫm máu cho những năm tháng đầy cay đắng của tôi." Mặc dù đã bị bắt không lâu sau đó, nhưng mối lo về những mầm mống bắt chước giống Seto Sakakibara là điều mà cảnh sát Nhật Bản lo lắng hơn cả. Và 3 năm sau, nỗi lo ấy đã trở thành sự thật. Ký hiệu nhận dạng. Ngày 21 tháng 12 năm 1999 là một ngày bình thường như bao ngày khác tại trường tiểu học Hino. 1:30 trưa, một cuộc họp giữa các phụ huynh và giáo viên của lớp 2A đã được tổ chức. Học sinh của lớp 2A thay vì về nhà, các em đã tập trung tại một góc sân trường, vui chơi và nô đùa cùng nhau. 1:55, một người đàn ông mặc áo hoodie, chùm kín đầu, quấn khăn choàng cổ, che kín khuôn mặt. Hắn tiến về hướng các em học sinh. Tại thời điểm này, có hơn 30 học sinh đang có mặt ở góc sân trường, và Toshiki Nakamura là người không may mắn. Gã đàn ông trên tay cầm hung khí tiến về phía Toshiki. Hắn ôm Toshiki từ phía sau và ra tay không chút do dự. Sau đó, hắn bình tĩnh bỏ đi trước sự ngỡ ngàng cùng với tiếng la hét của các em học sinh khác. Toshiki được mẹ và 2 giáo viên nữ thầy hiệu trưởng đưa đến bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau khi rời khỏi hiện trường, kẻ thủ ác đã leo lên một chiếc xe đạp và tẩu thoát. Tại hiện trường, hắn bỏ lại một con dao bưng ca, một cây búa, một chai thuốc trừ sâu và một lá thư viết tay. Theo mô tả của các bạn Toshiki, kẻ thủ ác đã lưỡng lự với các món đồ được bỏ lại, và cuối cùng hắn chọn con dao bưng ca, và chúng hoàn toàn không có dấu vân tay. Cùng ngày, tổ công tác điều tra số 1 đã được thành lập. Tại đây, hồi ức về Seto Sakakibara năm 1997 hiện ra sau khi họ đọc lá thư viết tay mà kẻ thù ác để lại. "Tôi sẽ tấn công trường tiểu học Hino. Lý do là vì tôi có tư thù. Bây giờ tôi đang bận chạy trốn, nên tôi sẽ tiết lộ tên của mình sau. Tôi sẽ còn viết thư cho các người, nên đừng truy đuổi tôi lúc này. Đừng cố tìm tôi. Đây là ký hiệu để nhận ra tôi." Teruku Hanoru. Lời tuyên bố nhận trách nhiệm được ghi trên 6 tờ giấy khổ B5 là chữ viết tay. Cơ quan điều tra đánh giá, lá thư này là mấu chốt cần phải được giải mã càng sớm càng tốt, hòng tìm ra chân tướng của kẻ thủ ác, nên họ đã công bố nó với truyền thông để nhận được sự hỗ trợ về việc giải mã bức thư. Ngược lại, "đừng trở thành Sherlock Holmes", câu nói đã trở thành chủ đề trên nhiều diễn đàn nhằm kêu gọi mọi người đừng cố gắng giải mã ký hiệu. Việc công bố bức thư có thể là con dao hai lưỡi, vì nó có thể kích thích những người khác và tạo ra thêm nhiều Seto Sakakibara. Và việc có nhiều người giải mã ký hiệu sẽ là điều mà kẻ thù ác mong muốn nhất. Sau khi lá thư được công bố, nhiều nhà tâm lý phân tích nét chữ của kẻ thù ác đã đưa ra những lập luận như sau. Kẻ thù ác là người có ác cảm với trường học nên hắn ta muốn trả thù. Nhưng đây chỉ là cái cớ để sát hại một ai đó. Việc để lại ký hiệu của bản thân chỉ là để thu hút sự chú ý từ dư luận. Với Seto Sakakibara, cậu ta sát hại người khác là vì muốn tận hưởng. Nhưng với trường hợp này, chắc hẳn kẻ thủ ác phải là một người có tuổi thơ sóng gió và nuôi dưỡng sự thù hận một thời gian dài. Sau đó, nó dồn nén đến đỉnh điểm và tội ác đã được sinh ra. Nét chữ và cách hành văn để ra lệnh cho cảnh sát vốn là những ngôn từ nhẹ nhàng. Có thể, kẻ thủ ác là một nam thanh thiếu niên ở độ tuổi tầm 15 đến 20 tuổi.
về phần ký hiệu Teruku Hanoru. Phòng điều tra nhận được đến 121 cách giải. Mình sẽ nói phần này ở cuối video, vì phía cảnh sát đã bắt được tên hung thủ mà không cần phải giải mã ký hiệu. Đi tìm nhân dạng. Cùng ngày xảy ra vụ việc tại công viên Daigo Tatsumi, cách hiện trường 300m, người dân phát hiện những tang vật được cho là của kẻ thủ ác để lại, bao gồm chiếc xe đạp màu nâu, khăn quàng cổ, áo hoodie màu xanh, một chiếc khăn đen, găng tay lái xe máy, một con dao 25cm còn mới và có bao kiếm, chưa qua sử dụng và không có dấu vân tay. Đầu tiên, điều kỳ lạ thu hút điều tra viên nhất chính là chiếc xe đạp. Nó còn rất mới, và vì rất mới nên rất dễ tìm ra chủ của nó. Điều tra viên không hy vọng nhiều từ chiếc xe đạp này. Lần theo con tem cửa hàng được dán trên chiếc xe đạp, trước khi vụ án xảy ra 17 ngày, nó được mua vào ngày 3 tháng 12 tại một cửa hàng xe đạp cách hiện trường 20km bởi một nam thanh niên. Tại Nhật, người mua xe đạp phải đăng ký tên và mua bảo hiểm chống trộm không bắt buộc. Khi được hỏi về điều này, nam thanh niên mua xe đạp đã lưỡng lự, sau đó hắn bỏ đi. Nhưng 30 phút sau, nam thanh niên đã quay trở lại và mua chiếc xe đạp với tên đăng ký là Yamamuro Manabu, 21 tuổi, và địa chỉ cũng đã được điền vào tờ khai. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng đã bỏ qua bước so sánh thông tin trên tờ khai với thẻ căn cước. Tất cả thông tin thanh niên điền vào rất có thể là giả, và điều cảnh sát lo lắng đã đúng. Địa chỉ được ghi trên tờ khai dẫn cảnh sát đến một cửa hàng cho thuê băng video, và tất nhiên là cũng không có người thanh niên nào tên Yamamuro Manabu. Nhưng nhân viên cửa hàng biết mặt của nam thanh niên nên việc này vẫn có lợi cho việc điều tra. Ngày 25 tháng 12, lời khai của các em học sinh tiết lộ kẻ thủ ác là người có dáng người gầy, đeo kính. Ngày 28 tháng 12, một trung tâm mua sắm gia đình đã cung cấp thông tin quan trọng, đó là vào ngày 19 tháng 12, trước khi vụ việc xảy ra 3 ngày, có một người đàn ông đã mua những thứ tương tự như những tang vật mà kẻ thủ ác đã bỏ lại tại hiện trường, bao gồm một con dao có vỏ bằng gỗ, một chai thuốc trừ sâu, một hộp sơn. Ngoài ra, camera của trung tâm này cũng đã ghi lại được những hình ảnh của người đàn ông, nhưng chất lượng hình ảnh của camera không tốt nên khuôn mặt vẫn còn là một ẩn số. Nhân viên thanh toán đã mô tả, người đàn ông trông giống một thiếu niên 20 tuổi, dáng người gầy, khuôn mặt thon gọn, nhưng anh ta không đeo kính. Nhưng sau khi cảnh sát cho nhân viên cửa hàng bán xe đạp xem đoạn băng ghi hình, họ xác định cả hai đều cùng là một người. Các điều tra viên đã tiến hành cung cấp đoạn ghi hình cho các thầy cô giáo ở nhiều trường cấp 3 trong khu vực với ý nghĩ cậu ta là một học sinh đặc biệt, và đặc biệt thì sẽ được giáo viên chú ý rất nhiều. Khi đoạn băng được gửi đến trường cấp 3 Rakusui, một tấm ảnh lưu niệm và một cái tên Hirosama Okamura đã được nêu ra. Tuy nhiên, tất cả các giấy tờ liên quan đến Okamura đều đã không còn được lưu trữ. Nhưng giáo viên tiết lộ, Okamura từng học lái xe máy, và chắc chắn Okamura phải viết một tờ đơn đăng ký học lái xe. Không chần chừ, điều tra viên lập tức đến trường dạy lái xe. Sau khi so sánh chữ viết từ tờ đăng ký học lái xe và tờ khai mua bảo hiểm xe đạp, nó khớp đến từng dấu chấm phẩy. Cảnh sát bắt đầu theo dõi Okamura 24/24. Họ chưa có đủ bằng chứng để buộc tội nên không thể bắt Okamura. Họ thuê một phòng trong tòa nhà đối diện với nhà của Okamura. Nhất cử nhất động của Okamura đều được quan sát bằng ống nhòm. Okamura thường hay ra ngoài vào ban đêm. Anh ta cũng hay đứng phía bên ngoài trường tiểu học và quan sát những học sinh đang học trên sân trường. Chỉ cần Okamura có hành động kỳ lạ, đó sẽ là cơ hội của các điều tra viên. Đặc biệt hơn, Okamura dành phần lớn thời gian để đến một khu tòa nhà cao tầng có tên Mukojima New Town. Cậu ta đang tính toán một kế hoạch gì đó tại nơi này. Đàm phán. Sau một thời gian dài quan sát theo dõi, nhưng Okamura không hành động. Ngày 5 tháng 2 năm 2000, sau 2 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc,
cảnh sát muốn bắt giữ Okamura bằng cách khép anh ta vào tội, nghi ngờ sát hại người khác và vi phạm luật sử dụng súng và kiếm. Họ đã xin lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, cấp trên của tổ điều tra đã không chấp nhận vì họ sợ rò rỉ thông tin cho nhà báo. Họ đành phải xin lệnh khám xét nhà để tìm thêm bằng chứng buộc tội. Từ đó, họ mới có thể xin được lệnh bắt giữ Okamura. 7 giờ sáng, 19 điều tra viên đã có mặt ở trước nhà Okamura. Họ ra lệnh: "Chào anh Okamura, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh về vụ việc tại trường tiểu học Hino. Mời anh hợp tác điều tra." Okamura thản nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên cạnh cửa chính và trả lời: "Thật thất lễ khi các anh đến mà không liên lạc trước với tôi." "Chúng tôi muốn anh mở cửa. Nếu anh còn muốn nói chuyện ở đây, nó sẽ gây phiền toái cho hàng xóm." Sau hơn một giờ đấu khẩu, 8 giờ 15 phút, Okamura đồng ý nói chuyện tại một công viên gần nhà. Hắn ta ra khỏi nhà với một chiếc ba lô màu đen trên lưng. Okamura đi trước, xung quanh hắn là 6 điều tra viên. Họ mời hắn lên xe, nhưng hắn nhất quyết từ chối và đòi nói chuyện tại công viên Mukojima Higashi. Họ không biết rằng, hắn đang có một kế hoạch. 8 giờ 30 phút sáng, tại công viên, Okamura ngồi xuống chiếc ghế dài dưới giàn hoa tử đằng. 6 điều tra viên ngồi xung quanh Okamura. Họ thuyết phục Okamura lên đồn đầu thú. Cùng lúc này, 13 điều tra viên ở lại. Họ cho mẹ Okamura xem đoạn băng ở trung tâm mua sắm. "Hình như đó là con trai tôi," bà trả lời và bật khóc. Sau hơn 2 tiếng thuyết phục Okamura nhưng không đạt kết quả gì, hai bên đã có xô xát nhẹ. 10 giờ 30 phút, mẹ Okamura đến công viên để thuyết phục cậu ta đầu thú. Nhưng sau 20 phút, bà bất lực bỏ về, 6 điều tra viên ở lại với Okamura. 11 giờ, lệnh khám xét nhà đã được ban hành và cuộc khám xét bắt đầu. Họ tìm thấy hai bản ghi chép với bút danh Yamamuro Manabu, cái tên được sử dụng để mua xe đạp. Họ lập tức xin lệnh bắt giữ. Nhưng 11 giờ 50 phút, đã 3 tiếng trôi qua tại công viên, Okamura bất ngờ đứng dậy, ném chiếc ba lô xuống đất và bỏ chạy. Okamura là vận động viên điền kinh nên hắn chạy rất nhanh. Hắn chạy qua hàng rào công viên và chui vào một siêu thị. Tại đây, nhân viên siêu thị nhìn thấy một người đàn ông mảnh khảnh chạy ngược chiều với thang cuốn với khí thế khủng khiếp. Phía sau anh ta là hai người đàn ông bận vét đang đuổi theo. Họ phục kích ở các lối ra, nhưng Okamura vẫn chạy thoát. Cảnh sát đoán rằng Okamura sẽ chạy đến tòa nhà Mukojima New Town cao 14 tầng, nơi mà hắn thường xuyên lui tới vào ban đêm. Okamura chạy lên sân thượng và khóa cửa. Giày và quần áo của Okamura bị bỏ lại ở lối đi lên sân thượng. Các điều tra viên tìm được hai lối đi khác để đi lên sân thượng, nhưng nó đã bị khóa. Khi còn đang loay hoay tìm cách mở cửa thì... ...12 giờ 40 phút, họ nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Cư dân trong tòa nhà ùa ra, những tiếng thét lần lượt vang lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. 12 giờ 45, lệnh bắt giữ Okamura được ban hành, nhưng nó đã không còn cần thiết nữa. Điều mà mẹ Okamura cần phải biết lúc này đã được điều tra viên giấu kín. Họ vẫn tiếp tục lục soát. 16 giờ 30 phút, họ mới thông báo cho bà. Bà gào khóc và la hét: "Các người đã sát hại con trai của tôi." Các điều tra viên sau này cảm thấy rất day dứt vì đã không nói điều này sớm hơn. Ngoài ra, để thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp khi điều tra, sau khi vụ việc Okamura xảy ra, các điều tra viên đã rời đi mà không thông báo danh tính của Okamura cho cảnh sát khu vực. Các cảnh sát khu vực tưởng đây là một vụ tự kết liễu thông thường, nên việc khám nghiệm tử thi của Okamura gặp rất nhiều bất cập, làm mất nhiều thời gian. Nhưng kết quả kiểm nghiệm cho thấy, Okamura không sử dụng bất kỳ chất cấm nào. Việc điều tra viên kéo dài thời gian thuyết phục đến tận 5 giờ đồng hồ và xin lệnh khám xét quá trễ, thì tôi muốn bênh cũng không biết bênh kiểu gì. Thiệt luôn á. Những lá thư để lại. Chiếc ba lô đen được Okamura để lại có khoảng 20 lá thư bên trong. Hầu hết, chúng đều là những bức thư được gửi cho các giáo viên chủ nhiệm cấp 1, 2, 3 trong những ngày Okamura còn đi học. Bức thư được viết gần nhất thừa nhận
Hắn là người đã thực hiện tội ác tại trường tiểu học Hino. Hắn không có thù oán gì với nạn nhân. Lý do là vì hắn ta không hài lòng với cách giáo dục tại trường. Vào năm cuối cấp 3, Okamura đã tốt nghiệp muộn hơn các bạn cùng lớp với điểm số thấp. Hắn ta yêu cầu trường hủy kết quả tốt nghiệp vì hắn nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho việc tuyển sinh đại học và giúp hắn vào được trường đại học mà mình mong muốn. Hắn cho rằng việc này đã hủy hoại cuộc đời của hắn. Một số lá thư khác cũng cho thấy Okamura có những hành vi bạo lực khi liên tục hành hạ chó mèo và nhiều lần có ý định tự kết liễu cuộc sống của mình. Cha của Okamura mất sớm, hắn sống cùng mẹ và một người anh. Mẹ của hắn phải làm việc rất nhiều mới đủ tài chính để nuôi hai anh em. Trước khi Okamura gây án một năm, anh trai của hắn đã chuyển ra ngoài và sống tự lập tại một nơi khác. Khi còn học tiểu học, Okamura đã bị bạn bè bắt nạt và niềm vui duy nhất của hắn là môn điền kinh. Nhưng khi lên cấp 2, trường học của hắn không có bộ môn điền kinh nên bất đắc dĩ, hắn ta đã tham gia vào câu lạc bộ bóng chày. Tại kỳ thi tuyển sinh cấp 3, Okamura đã không đủ điểm để vào trường mà mình mong muốn, nên hắn phải học tại trường cấp 3 Rakusui. Từ đó, hắn chán nản và thường xuyên có ý định tự kết liễu cuộc đời mình. Hắn ta xin thôi học một năm và tốt nghiệp muộn. Chúng ta có thể thấy được điểm chung của Okamura và nhiều tên sát nhân khác đó là họ đều có một tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình cảm của người thân và thường hay bị bắt nạt. Những điều này đã hình thành lên tâm lý méo mó của họ. Ngoài ra, Okamura cũng không chịu tự cố gắng hay nhận trách nhiệm lỗi sai về mình. Ngược lại, hắn còn đổ lỗi cho người khác. Hắn ta tự kết liễu trước khi bị bắt cũng là vì hắn muốn trốn tránh trách nhiệm, không dám đối mặt với tội lỗi mà hắn đã gây ra. Tekuru Hanoru. Hơn một tháng tính từ ngày Okamura tự kết liễu, ngày 11 tháng 3, một số mảnh giấy thu được tại nhà hắn, có một mảnh giấy được viết nguệch ngoạc, trang 416 và một cụm từ. Và tại trang 416 của một quyển sách cho thấy rằng những chữ cái cuối cùng của một mục tại trang này, nếu nhìn từ trái sang phải sẽ tạo thành một cụm từ, Teruku Hanoru. Hóa ra Okamura lụm đại một cụm từ ngẫu nhiên để viết vào, chứ bản thân nó không hề có một mật mã nào cả. Về phần gia đình nạn nhân Toshiki, họ đã được một tổ chức từ thiện bồi thường số tiền 25 triệu yên, ước tính khoảng 5 tỷ đồng thời điểm năm 2000. Mặc dù đau đớn nhưng do hung thủ đã tự kết liễu, nên gia đình Toshiki cũng cảm thấy hài lòng với cái kết dành cho hắn. Vì họ nghĩ, nếu Okamura bị bắt, có thể hắn không bị kết án tử hình. Về vụ án này mình nghĩ, đôi lúc bản thân mình cũng có những tâm sự muốn thổ lộ cùng cha, cùng mẹ của mình. Mình muốn cha mẹ mình họ phải tự biết rằng con mình đang nghĩ gì, nó đang gặp vấn đề gì. Nhưng nếu mình không nói cho họ biết là mình đang ngứa chỗ nào, thì làm sao mà họ gãi đúng chỗ được. Nên trước tiên, nếu chúng ta gặp vấn đề gì trong cuộc sống, chúng ta phải nói cho cha mẹ mình biết bằng bất cứ hình thức nào, dù là khó nói đi chăng nữa. Còn nếu họ không lắng nghe bạn, hãy tìm đến một nơi nào đó có thể tư vấn tâm lý cho bạn. Bạn bè, thầy cô, bất cứ ai chịu lắng nghe bạn. Nếu bạn nào xem clip này mà gặp vấn đề gì trong cuộc sống, hãy comment bên dưới. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ những điều đó với mọi người, vì mình tin chắc rằng vẫn còn có người đang lắng nghe câu chuyện của các bạn. Về phần làm cha làm mẹ, mình nghĩ hai nghề này là khó nhất. Mình chưa làm nên cũng chưa thể hiểu hết được. Cuộc sống bận rộn hiện đại đã khiến chúng ta dành rất ít thời gian cho con cái của mình hơn. Nên nếu bạn nào đang phải làm cha, làm mẹ, hãy quan sát, lắng nghe con cái của mình nhiều hơn. Vì đó chính là niềm hạnh phúc mà các bạn đã tạo ra. Cảm ơn bạn Nguyễn Phúc Hoàng Long đã donate cho mình qua Momo. Sự ủng hộ của bạn là động lực giúp mình duy trì kênh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video này. Hãy comment cho mình biết suy nghĩ của các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình là Puni của kênh này kể chuyện ma.